Tiểu sử trích ngang vị hữu Phan Quân Lê Văn Thoại. Nguyên quán ông ở làng Hòa An, Cao Lạnh, tỉnh Kiến Phong. Ông được ông thân của cụ Hồ là phó bản Nguyễn Sinh Sắc nhận làm con nuôi. Ông thân của ông Thoại gặp đạo sớm nên ông được trui rèn tâm đức chai lạc, kinh kệ thời ấu thơ. Ông nhập môn lúc 9 tuổi, được Đức Tôn Sư Hộ Pháp ban cho 9 tuổi để đủ tuổi nhập môn theo luật đạo. Năm 1945, ông tham gia nội ứng nghĩa binh do giáo sư Trần Quang Vinh lãnh đạo để đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi đất nước Việt Nam. Chức vụ sau cùng của ông là Trung tá quân đội Cao Đài. Trong cuộc lưu vong của Đức Hộ Pháp vào đêm mùng 4 tháng Giêng năm Ất Mùi, 15 tây tháng 2 năm 1956 dương lịch, ngài Lê Văn Thoại đã tình nguyện và được Đức Hộ Pháp cho theo hầu trên chuyến xe rời Hộ Pháp đường sang Nam Giang. Ông nhận lệnh Đức Tôn Sư Hộ Pháp thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng cắm bạch kỳ Nhan Uyên nơi cầu Bến Hải, vị tuyến 17, và nhiều lần vào tù ra khám do chế độ bạo tàn. Kỳ đàn ngày 17 tháng 10 Ất Tỵ, ngày 9 tháng 11 năm 1965 dương lịch, tại cung đạo Đền Thánh, ông được Đức Lý Đại Tiên Phong Hữu Phan Quân đối phẩm với phẩm giáo sư của cửu trùng đài. Ông được bổ làm phó giám đốc cơ quan phát thanh phổ thông giáo lý. Tuy tuổi già sức yếu, song tinh thần ông vẫn minh mẫn, một lòng sát son giữ vững chân truyền của đại đạo. Hằng ngày ông vẫn thường xuyên đi cúng tứ thời trong đền thánh. Ông quy vị lúc 11:30 ngày 25 tháng 6 năm Đinh Hợi dương lịch, ngày 7 tháng 8 năm 2007 tại Tư Gia thuộc huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Nhớ lời dạy xưa khi cận kề bên ông trong những kỳ đại lễ, những lời ông dụ khuyên cho người con, người cháu từ Cao Lạnh. Lòng ngậm ngùi sao khỏi nhớ thương về người ông khả kính, người đệ tử hết mực trung kiên với Đức Tôn Sư Hộ Pháp và quyết hy sinh cho đại nghiệp đạo. Qua giọng ca của nghệ sĩ Châu Thanh và Ngọc Quyền Châu, thay cho tấm lòng thành kính của tác giả Kim Xuân, góp nhặt từ tập thơ của soạn giả Huệ Phong và những lời tâm tình của cháu Hoàng, muốn bày tỏ để tưởng nhớ đến một bậc hiền nhân. Đại đồng về tiếng nghiệp đạo đã nêu công, vương linh thượng phẩm tay nâng đờ, danh sự truyền đi mãi thoại thấp mấy nén hương thơm kính dâng đến người mà lòng con thương quá, và nghe nhạc tâu quân thiền đứng trước điện tiền mà già nhớ đến ông. Ôi dáng ông không còn luôn chăm bướm quay nghi, cho chúng con cân kề khi quán đàn chầu chi tôn. Hộ Phan Quân thế danh là Lê Văn Thoại, tôi đạo hơn 80 năm danh mãi đăng cai, ông luôn giữ vẹn
nhiên. Vì thầy vui chịu thân lao lý, lắm khoen tụ tội bởi non sông. Xa thân báo gỗ không nài khó nhọc, cắm cờ bến hải khuyên Nam Bắc. Dẫu hai nơi cùng chung một cha trời, mong cứu giống nội không chia đôi lãnh thổ. Từ già già đường lưu lại từ tôn tâm gương đáng kính, viết đạo đời ông trọn vẹn chung kiên. Đời sáng phàm ông về cõi thiên liêng, để lại nỗi nhớ khôn nguôi tất cả đau lòng. Ông an hưởng nơi miền tiên cảnh, và được cận kề cha mẹ thiêng liêng. Giờ không còn nơi miền dương thế, nhưng con ngỡ rằng người luôn ở bên con, nhu khuyên nhắc con bao điều làm con người phải trao dồi tâm. Con luôn khắc ghi trong lòng nguyện suốt đời không bao giờ quên. Bài thơ con kính dâng ông, khiến con ngậm ngùi từng cơn. An nhàn ông về thiên liên, có dương trần khóc thương triền miên. Nhớ thở sanh tiền, ông thọ lệnh đức tôn sư hộ pháp, thực hành sứ mệnh thiên liên. Cắm bạch kỳ nhãn uyên ở tận nơi vị tuyến mười bay, cầu mong Nam Bắc hai sớm được an vui trong cảnh thanh bình, và không còn can qua khói lửa cho đạo gia đời được qua ai công nghiêm. Mến đạo thương thầy ông vẫn hồn nhiên, ông quyết hy sinh vào sanh ra tức, nguyện hiến mình cho đại nghiệp để đời sau được an vui và hạnh phúc cho muôn người.
nhìn theo những bước ngắm ngùi. Bóng mây bay vào dạng dầm đường tơ dương thấm nỗi sầu. Dục thể trả sông nơi phước địa, linh hồn ông nhuộm đồm giọt ân thiêng.